Mai. Có chuyện gì mà anh kêu em tới đây gấp vậy? Em bị bệnh. Sao lại giấu anh? Thôi, ngồi xuống đi. Nè, mai mốt á, đi đứng chậm chậm thôi. Làm gì mà chạy dữ vậy? Mồ hôi mồ kê không à. Tại em sợ anh chờ lâu, sốt ruột. Anh chờ em cả đời được mà. Còn bây giờ nói anh nghe, tại sao lại giấu anh? Em xin lỗi. Em sợ anh lo lắng. Em thấy anh đã lo lắng quá nhiều thứ rồi. Em không muốn anh lo lắng thêm nữa. Đó là trách nhiệm của anh. Còn bây giờ anh muốn biết, thực sự là em đang lo lắng chuyện gì? Nói anh nghe. Em nghe người ta nói, sau khi cưới xong, tình cảm sẽ trở nên nguội lạnh. Có người còn bị trầm cảm sau khi cưới nữa đó. Đúng là sau khi cưới xong á, thì chuyện tình cảm của người ta sẽ chuyển sang một giai đoạn mới. Bởi vì lúc đó mình là vợ chồng rồi mà, đâu thể nào giống như là lúc mới yêu nữa. Nhưng mà anh hứa với em, tình cảm của anh dành cho em sẽ không bao giờ thay đổi hết á. Yên tâm chưa? Còn chuyện gì nữa nè? Còn chuyện sinh con. Cái chuyện sinh con là chuyện của ý trời. Mà nếu chẳng may mình không sinh được con thì mình nhận con về nuôi được mà. Hả? Miễn sao á là đến lúc đó em cảm thấy sống vui, hạnh phúc là được rồi. Anh thật sự nghĩ vậy hả? Anh nghĩ vậy thiệt mà. Tại anh chưa biết đó chứ. Có rất là nhiều người á, sau khi cưới xong, họ quyết định là không sinh con nữa kìa. Nhưng mà cuộc sống của họ lúc nào cũng hạnh phúc hết á. Nè, mai mốt á, dù có chuyện gì xảy ra, nhất định phải nói với anh. Không được giấu giếm nghe chưa? Em biết rồi.